Xin chào tất cả các bạn học sinh. Bài học hôm nay cô trò mình sẽ học bài 2 trong tuần 18, đó là hình bình hành và tính diện tích hình bình hành. Phần đầu tiên cô muốn nhắc đến là thế nào gọi là một hình hành. Các bạn thấy một cái hình dạng hình như thế này thì chúng ta gọi là hình bình hành. Và các bạn thấy này, đây chúng ta sẽ có bốn cạnh đúng không nào? Bốn cạnh, và bốn cạnh thì hay thì chúng ta gọi là tứ giác. Vậy hình bình hành là hình như thế nào nhỉ? Là hình tứ giác có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. Thế thì chúng ta đã học hai đường thẳng song song rồi đúng không nào? Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung đúng không nào? Hai điểm chung. Thế bây giờ chúng ta sẽ xét cái hình bình hành ABCD này nhá. Cô có là đầu tiên đó là cạnh AB, các bạn thấy không nào? Cạnh AB sẽ là và cạnh DC sẽ là hai cạnh đối diện đúng không nào? Nó đối nhau, đối diện. Tiếp tục nào, cô lại có cạnh gì đây? AD đối diện với cạnh BC. Được chưa nào? Và khi mà đối diện thì chúng ta thấy rằng là AB đối diện với CD thì nó song song đúng không nào? Đấy. Và chúng ta có ký hiệu hai cái gạch dọc này là song song. Và khi mà chúng ta gặp những cái bài toán mà có ký hiệu như này, chúng ta đọc là AB song song với DC nhá. Tiếp tục cô lại có là AD đối diện với BC, và AD cũng song song với gì đấy? Với BC. Được chưa nào? Và cuối cùng đó là gì nhỉ? Hai cặp cạnh đối diện này song song và bằng nhau. Bằng nhau. Vậy thì AB này đối diện với DC này, AB này song song với DC, và AB cũng bằng DC. Tương tự như thế thì cô sẽ có là AD đối diện với BC, AD song song với BC, và AD thì bằng BC. Và bây giờ cô trò mình sẽ chuyển sang phần 2, đó chính là chúng ta sẽ tính diện tích, công thức tính diện tích và chu vi của hình bình hành nhé. Nếu mà cô có được là cô có cạnh đáy của hình bình hành DC là A này, cô đặt cạnh bên của hình bình hành là B này, đúng chưa nào? Thì cô sẽ có được là công thức tìm chu vi của hình bình hành là P, ký hiệu là P nhá. Thì chúng ta biết rồi, tìm chu vi của các hình thì chúng ta sẽ cộng các cạnh lại với nhau, đúng không nào? Thế thì cô sẽ lấy A cộng B. A cộng B là chúng ta được hai cạnh rồi đúng không nào? Sau đó các bạn thấy này, cô lấy DC nhá, cộng với DA, sau đó cộng với AB, mà AB lại bằng DC đúng không nào? Đúng chưa? Và cô lại có BC bằng AD. Vậy thì công thức tìm diện tích hình thì tìm chu vi hình bình hành cũng tương tự như là công thức tìm chu vi hình chữ nhật ấy, bởi vì chúng ta thấy là hình chữ nhật cũng có hai chiều dài bằng nhau và hai chiều rộng bằng nhau đúng không nào? Thì hình bình hành sẽ có hai cặp cạnh đối diện và bằng nhau. Nên là ở đây cô sẽ có là A cộng B, sau đó nhân với 2. Thế còn tính diện tích của hình bình hành như thế nào nào? Cô có diện tích S, và các bạn ơi, đây chính là đáy của hình bình hành nhá. Thế thì công thức tìm diện tích của hình bình hành như sau. Cô sẽ vẽ một chiều cao hạ từ đỉnh xuống đáy, hạ từ một đỉnh xuống đáy. Thế thì cô sẽ có đỉnh A này, hạ xuống gì đây? Đáy DC, đúng không? Đáy DC. Cô kẻ vuông góc. Thì chúng ta đã học vuông góc rồi đúng không nào? Rồi, vuông góc. Và các bạn nhớ là kiểm tra xem là nó đúng là góc vuông không nhá. Đấy, thì cô gọi đường cao hạ từ một đỉnh xuống đáy DC này chính là H. Là H. Vậy thì công thức tìm diện tích của hình bình hành đó chính là cô sẽ lấy đáy này, đáy của hình bình hành nhân với chiều cao tương ứng với đáy. Đúng không nào? Chiều cao hạ xuống đáy đấy. Và chúng ta sẽ có A nhân H. Vậy là qua bài học hôm nay chúng ta đã hiểu được thế nào là một hình bình hành, cách nhận biết và hình bình hành có tính chất gì đúng không nào? Đó là hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. Ngoài ra chúng ta sẽ học được công thức đó là tìm chu vi của hình bình hành, tương tự như là chu vi của hình chữ nhật đúng không nào? Còn diện tích của gì đấy? Hình bình hành thì sẽ bằng đáy nhân với chiều cao tương ứng với đáy đó. Và bây giờ cô trò mình sẽ chuyển sang phần thứ hai, đó là làm một số bài tập mẫu liên quan đến bài học này nhé. Chúng ta bắt đầu với bài số 1 là cô sẽ có bốn hình như sau. Và cô trò mình sẽ nhận dạng xem là trong bốn hình này, hình nào là hình bình hành nhá. Chúng ta nhắc lại khái niệm của một hình bình hành là hình tứ giác có bốn cạnh đúng không nào? Bốn cạnh. Và
hình tứ giác có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. Vậy thì trong bốn hình này, tất cả các hình này đều có bốn cạnh nên nó là đều tứ giác, và chúng ta quan tâm xem là hai cặp cạnh đối song có song song và có bằng nhau hay không nhé. Vào hình đầu tiên thì chúng ta thấy này, các bạn thấy là cái cặp cạnh đầu tiên đúng không nào, chúng ta thấy đối diện này song song và có bằng nhau hay không là cô thể đo thước nhé, đúng không nào, bằng nhau đúng không các bạn. Thế thì cặp cạnh đầu tiên song song và bằng nhau rồi, cặp cạnh thứ hai đúng không nào, chúng ta kéo ở đây thì nó không có điểm chung và nó cũng bằng nhau, nên hình đầu tiên đó là hình bình hành. Bây giờ chúng ta chuyển sang hình thứ hai. Với hình thứ hai thì các bạn thấy này, chúng ta sẽ có hai cặp cạnh đối diện đúng không nào, hai cặp cạnh đối diện và nó song song với nhau, hơn nữa nó bằng nhau nữa, nên là hình thứ hai cũng là hình bình hành. Bây giờ chúng ta chuyển sang hình 3. Với hình 3 thì đây cũng là một tứ giác đúng không nào, tứ giác, và cô thấy là cặp cạnh đầu tiên đối diện và nó có song song với nhau đúng không nào. Tuy nhiên các bạn thấy nếu mà đo độ dài của chúng, cô đo độ dài nhá, thì sao nhở, thì không bằng nhau đúng không nào, thì đã không thỏa mãn một điều kiện, đó là mặc dù song song nhưng mà không bằng nhau. Thứ hai nữa, cặp cạnh này cũng đối diện nhưng mà nó lại gì, không song song với nhau, nghĩa là nếu mà chúng ta kéo dài hai cạnh này lên phía trên thì nó sẽ cắt nhau đúng không nào. Đấy, nên hình thứ ba không phải là hình bình hành. Sang hình thứ tư. Hình thứ tư thì cô, các bạn nhìn nhận thấy cho cô này, ở đây chúng ta đã có một cái phần này, nếu mà hai cặp cạnh này đối diện với nhau, tuy nhiên nó không bằng nhau, bởi vì sao, cùng điểm xuất phát này đúng không nào, nhưng mà độ dài cạnh này nó ngắn hơn đúng không nào, ngắn hơn hơn cạnh đối diện đúng không, nên là không thỏa mãn là đối diện mà bằng nhau, nên là chúng ta thấy là trong bốn hình này lại hình 1 và hình 2 là hình bình hành, còn hình 3, hình 4 là không phải là hình bình hành đúng không nào. Bây giờ cô cho mình chuyển sang bài số 2 nhé. Chúng ta sẽ có các hình, là hình thứ nhất là hình 1 và hình 2. Cô cho mình sẽ đi tính xem là diện tích của hình hai hình này bằng bao nhiêu. Đề bài của chúng ta là tính diện tích, tính S của các hình. Vậy thì với hình 1 thì cô ký hiệu là S1 nhé. S1. Chúng ta thấy là nếu coi DC là đáy đúng không nào, DC là đáy, thì chúng ta sẽ có DC thì sẽ bằng AB này đúng không nào, bằng AB, bởi vì hai cạnh này là hai cạnh đối diện song song và bằng nhau. Tương tự như thế thì cô sẽ có được là chiều cao hạ từ đỉnh A xuống cạnh đáy DC có chiều cao là độ dài là 15 cm, và cùng chúng ta có công thức là tính là A nhân H đúng không nào, đáy nhân với chiều cao thì sẽ ra diện tích hình bình hành. Cô sẽ có được là bằng 20 nhân với 15 thì chúng ta sẽ ra kết quả bằng 300 cm². Cái vấn đề của bài số 1 đó là chúng ta phải lý luận là gì nhỉ? Vì là AB song song và bằng với DC nên chúng ta sẽ được là DC chính bằng AB và bằng 20 cm. Rồi với bài hình 2, chúng ta có diện tích là S2 thì cũng tương tự thôi, cô sẽ đã có được là cái cạnh đáy là gì đấy? Cô xác định đáy là PQ. PQ bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy là đường cao hạ từ đỉnh M xuống đáy PQ đúng không nào? Tương ứng nên là chúng ta sẽ có được là công thức là 14 nhân với 13. Đó, 14 nhân với 13. Thế thì cô sẽ được là bằng bao nhiêu đây nhỉ? 14 nhân với 13 thì cô sẽ được là 182. Đó, 182 cm vuông. Chúng ta chuyển sang bài số 3 các bạn nhé. Chúng ta có một hình bình hành có diện tích là 30 cm² và độ dài cạnh đáy là bằng 50 cm. Chúng ta tính chiều cao tương ứng với hình bình hành của hình bình hành. Thế thì chúng ta biết công thức tìm diện tích bình hành tính là A nhân với H, tính là độ dài đáy nhân với chiều cao tương ứng với đáy đó đúng không nào? Và đề bài cho chúng ta diện tích rồi là 30 cm². Còn độ dài cạnh chính là A sẽ bằng là 50 cm². Tuy nhiên thì đơn vị đo diện tích và đơn vị đo cạnh đáy này nó chưa đồng nhất, chưa cùng đơn vị, nên cô phải đổi cái diện tích ra thành cm² đã đúng không nào. 30 cm² thì sẽ bằng là 3000 đúng không nào, chúng ta đổi ra thành 3000 cm², thêm hai chữ dùng không nữa đấy. Rồi đến đây thì chúng ta dễ dàng tính được chiều cao H tương ứng đúng không nào. Cô lấy diện tích là 3000 chia cho 50 thì
thì cô trò mình sẽ được là bằng 300 chia 5 thì sẽ bằng là 60, đúng không nào? Đơn vị sẽ là 60 cm. Đây chính là đáp án của bài toán số 3. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài số 4 nhé. Cô sẽ có một hình hành có độ dài đáy là bằng 60 mét này, chiều cao tương ứng là 50 mét và người ta trồng lúa trên thửa ruộng này. Cứ 100 mét vuông thì thu hoạch được 70 kg thóc. Chúng ta hỏi xem là cả cái thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc. Thế hình hình thửa ruộng thì có hình bình hành đúng không nào? Thế thì để tính xem là thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu kg thóc thì chúng ta phải tính xem là diện tích của thửa ruộng hình bình hành này là bao nhiêu. Bằng cách là trước hết là cô tính S thửa ruộng đúng không nào? Diện tích thửa ruộng là này. Cô sẽ lấy là đáy nhân với chiều cao tương ứng đúng không nào? Là 60 nhân với 50. Cô sẽ ra được 3.000 cm2, 3.000 m2. Và đề bài cho là cứ 100 m2 thì thu hoạch được 70 kg thóc. Vậy chúng ta sẽ trả lời là thửa ruộng đó thu hoạch được số tạ thóc là 1 mét vuông đó là 1 mét vuông thì thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc. Nên là cô sẽ lấy là 3.000 này này chia cho 1.000 chia cho 100. Đúng không nào? Chia 100 rồi nhân với 70. 70. Thế thì 3.000 chia cho 100 cô có 30 mà 30 mà chúng ta nhân với 70 thì cô sẽ được là 2.100 kg. Đây chúng ta đổi ra tạ đúng không nào? Chúng ta biết rằng là cứ 100 kg thành một tạ. Vậy thì khi đổi ra tạ thì cô sẽ có là 21 tạ. Đây chính là đáp án của bài toán số 4. Bây giờ cô trò mình sẽ làm bài số 5 nhá. Bài số 5 thì cô sẽ có một hình bình hành là ABCD. Cô vẽ hình bình hành trước nhá. Chúng ta có một hình bình hành đúng không nào? Để... sau đó thì chúng ta đặt tên cho nó là ABCD. Đấy, vẽ xong thì các bạn sẽ đặt tên và chúng ta xem là dữ kiện để bài cho là những cạnh nào rồi. Đó. Cô sẽ có là A, B, C và D. Để bài cho chúng ta chu vi, tức là tổng của bốn cạnh này sẽ bằng 840 cm, đáy DC gấp đôi đáy AD. Vậy thì cái việc mà cô vẽ như thế này, cô phải vẽ thêm đúng không nào? Cô sẽ kéo dài thêm đi để cho nó DC dài hơn đúng không? Cô thấy đây, gấp đôi đúng không nào? Gấp đôi. Cô sẽ bị gấp đôi. Đấy, thế cô sẽ kéo dài ra. Nối lại. Đây, A, B, C, D. Chúng ta sẽ có là đáy... DC gấp đôi đáy AB và gấp 4 lần chiều cao AH. Chúng ta sẽ vẽ AH đúng không? Đây là AH. Thế thì đề bài yêu cầu chúng ta tính diện tích của hình bình hành thì cô trò mình phải tính được là cái độ dài đáy A và chiều cao H đúng không nào? Chiều AH. Thế thì để tính được thì chúng ta phải dựa vào chu vi của hình gì nhỉ? Chúng ta phải dựa vào chu vi của hình bình hành thôi đúng không? Thế thì các bạn biết rằng hình bình hành thì chúng ta có công thức là A cộng với B tất cả nhân 2 thì bằng 840. Bây giờ cô sẽ tính là nửa chu vi. Nửa chu vi hình bình hành. A, B, C, D là cô sẽ lấy chu vi chia 2 đúng không nào? 840 chia cho 2 thì cô sẽ được là 420 đơn vị là cm. Thế thì sau khi mà chúng ta tìm được là nửa chu vi rồi thì các bạn thấy nửa chu vi chính là A cộng với B đúng không nào? A cộng với B mà cái độ dài cạnh này thì gấp 2 lần. Vậy thì cô sẽ có được là
gì nhỉ? Cạnh đáy. Hay là chúng ta tính là cạnh cạnh bên đấy, đúng không nào? Chúng ta sẽ tính cạnh AD trước nhé. Để tính được AD thì cô sẽ lấy này. Tổng của AD cộng với DC là nửa chu vi ấy là 420. Cô chia cho mấy phần nhỉ? Nếu mà cô coi AD là một phần này thì DC sẽ là hai phần, bởi vì DC gấp 2 lần AD, đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ có 1 cộng với 2 bằng 2 phần. Sau đó cô nhân với 1 phần của AD. Vậy thì 420 này chia cho 3 thì chúng ta sẽ được là 130, đúng không nào? Chia cho 3 thì chúng ta sẽ được là bao nhiêu nhỉ? 4 chia 3 được 1, đúng không ạ? 12 chia 3 được 140, 140 cm. Đây chính là cạnh AD. Khi có cạnh AD rồi, chúng ta sẽ tính xem là cạnh DC bằng bao nhiêu. Cạnh DC chính là cạnh đáy, đúng không nào? Chúng ta gấp đôi lên, gấp đôi cạnh AD lên thì cô sẽ có 140 nhân với 2 thì sẽ bằng 280 cm. Và bây giờ cô chiều mình sẽ tính cạnh AH nhé. Cạnh AH chính là chiều cao tương ứng với đáy DC đấy. Chúng ta thấy là đáy DC gấp 4 lần chiều cao, đúng không nào? Vậy thì để tính chiều cao AH, cô lấy đáy DC chia 4. Cô có là bằng 280 chia cho 4 thì sẽ bằng 70 cm. Thì sau khi chúng ta đã có được là chiều cao và đáy tương ứng rồi, đúng không ạ? Và thế thì chúng ta sẽ có được là diện tích của hình bình hành chính là lấy chiều cao này. Chiều cao lấy cạnh đáy là 280 nhân với chiều cao tương ứng hạ xuống đáy nữa là 70, đúng không nào? Cô trò mình sẽ ra được đáp án thôi. Bây giờ chúng ta tính nào. 7 x 8 bằng 56, viết 6 nhớ 5. 14 với 5 là 19. Cô sẽ có 196 và thêm hai chữ số 0 nữa. Đúng không? Rồi, vậy thì cô sẽ có được là 19.600 cm vuông. Đây chính là đáp án của bài số 5. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài số 6 nhé. Cô có hình bình hành có diện tích là 100 m², chiều cao hình bình hành bằng 1 phần 4 độ dài đáy tương ứng. Cô cho mình phải tính xem là độ dài đáy và chiều cao tương ứng là bằng bao nhiêu. Thì chúng ta xuất phát từ công thức là S sẽ bằng A nhân với H này. Đúng không nào? Đề bài chỉ cho chúng ta là diện tích thôi. Là cô sẽ có 100 này. 100. Đúng không nào? 100 này sẽ bằng là độ dài đáy tương ứng. Thế thì cô thấy là chiều cao của chúng ta là H, đúng không nào? Thì bằng 1 phần 4 độ dài đáy. Có nghĩa là đáy này, đáy A này sẽ gấp 4 lần, đúng không nào? Gấp 4 lần độ dài của chiều cao tương ứng. Vậy thì cô A này cô sẽ thay chữ A này bằng 4 nhân với H. Được chưa nào? Đây, A này, diện tích đáy bằng 4 lần chiều cao này. Sau đó thì cô nhân với H. Nhân với H, đúng không nào? Cô sẽ có rút gọn cả hai vế. Cô sẽ được là H nhân với H thì sẽ bằng 25. Và cô trò mình biết là 25 thì bằng 5 nhân 5, đúng không? 5 nhân 5. Vậy thì đến đây chúng ta sẽ kết luận đó là chiều cao tương ứng của hình hình hành đó là H sẽ bằng là 5 mét. Và H được 5 mét thì rõ ràng chúng ta tính được A, đúng không nào? Đó là độ dài đáy chính là 5 nhân với 4 bằng 20. Và bây giờ cô trò mình sẽ kiểm tra lại xem là A nhân H có bằng 100 không nhá. Cô lấy là H nè, 5 này nhân với 20 thì sẽ bằng 100. Đúng không nào? Bằng 100 mét vuông. Đấy, vậy là cô trò mình đã làm xong một số bài tập mẫu liên quan đến hình bình hành, diện tích của hình bình hành. Bây giờ các bạn học sinh sẽ làm bài tập về nhà nhé. Cô xin chào và hẹn gặp lại.